Hello, xin chào cả nhà. Chào mừng các bạn đã trở lại channel của mình. Và ngày hôm nay mình sẽ chơi nhân vật Hunter. Mình sẽ chơi nhân vật Vu Trang nha mọi người. Mình đang ở cái map ký ức của Leo. Thì ngày hôm nay là mình cũng mới đổi được cái trang phục A của Vu Trang, là một cái bộ trang phục mới. Đó là bộ Nhật Nguyệt Theo Nhau. Thì cái bộ này của anh Hắc Bạch nhìn rất là ngộ nghĩnh, nhìn cái mái tóc rất là tếu. Và mình cũng mới lấy được một cái phụ kiện A của anh Vô Thường. Thì cái phụ kiện A này tên là Trời và Trăng. Nó một cái phụ kiện A có một cái hiệu ứng, trời ơi, nhìn như là 12 chòm sao vậy á mọi người. Nè, đó nhìn quá trời đẹp luôn. Thì bây giờ mình vô mình test thử cái bộ trang phục mới với lại cái phụ kiện mới này luôn. Thì bây giờ mình sẽ đem cái phép phụ trợ là tóc biến. Thì hy vọng là chỗ này mình sẽ không bị ăn hành. Mình thì mình chơi Vu Trang cũng không có được hay cho lắm, nhưng mà mình vô mình test skin thì cũng hy vọng là mình sẽ giết được ba bạn để em lấy một trận win, trừ cho một bạn con đường sống là được rồi. Nếu như mà lỡ mà có bị ăn hành á thì các bạn cũng đừng có cười mình nha, tại vì mình chơi Vô Trang thì cũng tạm tạm thôi, chứ cũng không phải được giống như mấy bạn pro đâu. Đó, anh Vô Trang thật là đẹp trai, trời ơi, cái bộ trang phục này vô nhìn nó sáng láng vậy đó nghe. Đó, mới vô mình nghe tai luôn nè. Neo à? Hay ai đây? Ai đây? Ai đây? Cho nhìn mặt cái đi. À, tiên tri. Ui trời ơi, còn nhanh tôi kìa. Chẳng qua là mình qua mình lấy cái dạng bạch nha mọi người, để cho dễ đánh nha. Bạn tiên tri này cứ cù nhay cái chỗ này hoài luôn á. Lại nghe tai. Gần đâu đây? À, đây 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 đây. Đứng khó mà sửa máy. Đứng đó mà sửa với chả máy. Gục đi. Thiệt tình luôn á. Bạn neo ở bên kia. Có tay nha mọi người. Mình sẽ ở đây mình cam luôn. Mình nghe dấu tay là mình phải cam luôn. Hình như là có người mới ở trong cái chỗ này xong. Các bạn nào cứu không? Không cứu luôn. Vậy mình sẽ đi với anh. Sao vẫn nghe cái tai ở đây khó chịu quá ta. Bây giờ nó phá phá hai cái miếng ván này ghét quá rồi.
ra máy. Cái tiếng này sao mà giống như cái tiếng của con robot vậy ta? Lại nghe tiếng tai nè. Tôi lại nghe tiếng tai gần đâu đây, tôi khó chịu ghê. Rồi nha. Bye bye. Xíu. Giết luôn cho được bạn Neo. Bạn này dài lắm. Xong rồi đi tìm hai cô nàng kia. Đây rồi mọi người ơi. Ồ, cái vòng của bạn Gu Trang bự chưa nè. Đây rồi, đây rồi. Xém nữa là mất dấu. Bạn nhây mình lắm luôn á. Mình không thèm đập ván. Coi cái nàng Misenit này, cái nàng này tính làm cái gì. Cái hầm ở đây luôn nè. Tự sát luôn không? Tự sát luôn không? Mình vẫn còn tóc biến. Hầm thì ở đây rồi. Không có dấu tay. Giờ này thì chắc không có máy nào dám rung đâu. Đâu được khi còn hai máy. Để xem các bạn nhảy hầm kiểu gì.
Trời còn hiu được luôn kìa. À có tai rồi nè. Mà chạy từ hướng nào? Có cái cục lửa ở đây mà ở full cấu hình khó thấy ghê. À gần lắm luôn á. Hay. Nhảy hầm được là hay, tại vì mình không có nhìn thấy được từ xa. Và mình đã test trang phục của bạn Gu Trang thành công. Và mình sẽ kết thúc trận đấu ở đây. Và xin hẹn gặp lại các bạn ở video lần sau. Các bạn nhớ like, đăng ký kênh, chia sẻ và theo dõi ủng hộ mình nha. Chào mọi người.